Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay mình đăng con xe này lên để bán hộ cho cô em. Đấy. Xe Mazda 3. À Mazda 2. Đời phiên bản đời 2015 nhá, số tự động. Đấy. Con này thì chạy thời gian chạy nếu mà tính ra là mỗi một ngày là chạy được khoảng 50 km. Con này dòng xe hatchback nhá. Lốp láp là vẫn mới này, lốp đôi lốp mua trước là mới thay này. Đấy, lốp lốp mít nhá. Lốp mít hàng xịn sò luôn. Đấy. La răng thì là 15 này. Đó. Xe thì rất là đều xe. Đấy, con này phiên bản 2015. Đây, cửa này. Đấy, ghế da nội thất đây. Để ông bác xem nội thất này. Thì đây bây giờ mình cứ đi vòng quanh xe mình xem trước nhá. Cửa đóng rất chắc này. Con này bản hatchback, con này đi đường phố thì rất hợp lý. Mà đường trường thì lại rất là tiết kiệm xăng. Biển số cũng đẹp, biển 30A 72379. Biển rất đẹp luôn. 2S. Con này đi trong phố thì dễ luồn lách này, bản hatchback này. Nhìn dáng xe thì cũng đẹp này, kiểu dáng rất hợp thời trang mới phù hợp với đường phố nhá. Con này được cái là đèn pha ấy, đèn pha thì là đã được lên đèn laser rồi này. Đèn pha được lên laser này. Đấy, chủ xe thì đã lưng mịch lên cái đèn laser. Kính chắn gió thì là cũng đã được dán nhá. Được dán kính của hãng Lumax này. Đó. Máy móc thì êm, xe đảm bảo không đâm đụng. Không đâm đụng ngập nước va quẹt. Đây. Mình sẽ quay một cái phần gầm đi. Đây, phần gầm con xe này. Xe này thì không phải suy nghĩ rồi. Gầm yên tâm, chưa chạm chẹt gì yên tâm. Đây, sẽ sau đây là anh em mình sẽ đi sâu vào mé bên trong nhé. Mở cửa lên. Đây là mở cốp này, cốp sau này. Đấy, cúp để đồ này, rộng rãi này. Cúp để đồ rất rộng nhá. Thao hồ để đồ. Đấy, con này là xe là gia đình vẫn đang sử dụng. Đang sử dụng thì là đổi xe thôi. Con này là được cái là sàn này. Sàn thì là chủ xe đã chống ồn 3M. Chống ồn 3M. Đây. Lốp sơ cua vẫn nguyên. Lốp sơ cua này, bởi vì cái dòng này lốp sơ cua nó không đồng đều với cái lốp bốn lốp của xe đâu nhá. Bởi vì là nó là dạng xe phiên bản kiểu dạng như là châu Âu ấy, thì là người ta sơ cua là chỉ là lắp tạm thời vào. Đấy, khi có vấn đề ví dụ như xịt hơi hoặc là lổ lốp thì là có thể là mình thay cái lốp sơ cua chạy tạm. Chủ xe rất là giữ xe cho nên là chống ồn bằng 3M này. 3M xịn sò này. Cốp rất rộng. Mình sẽ hạ con này xuống này. Đấy, xe này nếu mà gia đình đi 4 người là hợp lý. Đấy. Tất
cả là vẫn còn xịn luôn, xịn nguyên bản luôn, đèn điếc là vẫn xịn. Ghế da, nội thất bên trong ghế da này. Ghế da nhé. Con này được cái là gầm đi rất là chắc chắn, đời 2015 mà. Số tự động. Đấy. Nhìn kiểu dáng thì rất là bắt mắt. Xe thì chưa đâm đụng gì, chưa đâm đụng va quẹt gì. Đây, cửa đây. Táp ly cánh cửa này vẫn nguyên này. Được xịn từ những con ốc này. Con này là gần như là chưa dọn rửa gì. Mà xem xe thì mình sẽ xem từ các cái cánh cửa xe này, keo chỉ zin này, keo chỉ zin luôn nhá, keo chỉ zin này, đây là từ cánh này, còn khung này, đây, nếu mà mình xem đấy là lột ra như này, toàn bộ là vẫn zin đét đẹp luôn, mà nhìn những cái đây này, những cái răng này nó vẫn còn phồng này, vẫn phồng, nó đóng cửa nó rất chắc, nó rất kín à. Vẫn đẹp lử luôn đấy, chắc chắn lắm. Đều xe này được cái là đều xe, xe đều. Thực ra thì đổi xe lên xe mới rồi thì là cô em cô ấy đang muốn bán thôi, muốn bán. Đây mình sẽ, đây là đằng sau này, cửa đóng chắc không? Quá chắc luôn. Cửa trước này, cửa trước này, đấy, keo chỉ vẫn zin này, keo chỉ zin nhé, zin đen đẹp này. Zin từ con ốc mà, kể cả chân. Gật gù vô lăng này vẫn còn nguyên cái lưới này, lưới còn chưa bỏ này, bởi vì những cái này đời này là vô lăng gật gù. Đấy. Hạ thấp được vô lăng này, vô lăng lưng lên hạ xuống được thoải mái này. Ghế da này, ghế da màu đen này, da này da xịn, vẫn xịn theo xe. Đằng trước này, cửa trước vẫn còn zin từ những con ốc này, chưa làm gì nhé. Vẫn nguyên tem này, tem chỉ số của kích cỡ lốp này. Đấy. 185 trừ trên 5 năm trừ 10 năm. Đấy. Theo cái mẫu của cái la răng này, lốp này. Cột kèo vẫn nguyên zin này. Cột kèo này. Cái này xem kỹ thì lột hết rồi. Lột hết những cái cột kèo keo chỉ đây, gần như là vẫn nguyên. Được cái là xe này chủ xe thì cũng giữ gìn ấy, giữ gìn ạ. Cửa này đóng chắc lịch. Con này là cây số thật là đi được 11 vạn nhá, 11 vạn này. Số tự động này. Con này được cái là cái khóa này là khóa demo rồi. Khóa này là luôn luôn nằm ở vị trí này. Đấy. Là có khiển cửa đây. Đấy. Trên táp lô này vẫn nguyên si. Táp lô thì chưa bong chóc, chưa các cái cửa
điều hòa này chưa thấy có hiện tượng gì về bong chóc này, mà cái độ rít nó vẫn còn này, nó chưa rão. Đời 20 năm mà đời nó vẫn rất cao. Màn hình đầy đủ luôn. Con này có cả lắp cả cái cảm biến lùi này. Lắp cảm biến lùi nhé. Đấy, xong mình sẽ lổ máy lên để kiểm tra. Thì sơ qua thì tất cả là nó vẫn như là còn nguyên bản. Gương chiếu trong xe này, gương chiếu hậu trong xe là gương này là gương chống chói này. Có chế độ chống chói. Cửa lóc này. À đèn trần. Đây đèn trần. Đấy. Đèn trần nhá. Nói chung là nhìn xe này là rất là đều xe này. Đều xe. Xe rất đều. Cái tính năng của nó, ví dụ đây mình đang nói về cái số này, số tự động này. Thì nó có chức năng cả D, S này, L này. Số này là số leo dốc. Tức là vô lăng này là đời này là họ lên có tích hợp rồi nhá, tích hợp vô lăng đài này, intro này, điều khiển hết trên này. Đời này nó bản này nó có hai túi khí, một túi khí vô lăng và một túi khí bên phụ này, bên tài bên phụ là đều có túi khí hết nhá. Xe gần như là đầy đủ nguyên bản. Mình sẽ lổ máy đi. Lổ máy lên xem. Xe không lỗi lầm gì. Cánh loa thì được 4 cánh nhá. Loa này là âm thanh nghe cũng rất hay. Cũng được lên đôi tép. Tôi tép hai bên này. Hai bên 4 cánh. Màn hình cam lùi đầy đủ. Cửa trước cửa sau là đều có loa hết. Mình sẽ đi vào phần máy này. Máy này hiện tại mình đang nổ máy rồi nhá. Nhưng mà xe là không có lỗi lầm gì đâu. Âm thanh này, loa con này nếu mà đóng kín cửa vào nghe cũng rất thích nhá. 4 cánh, cửa đóng xe đóng phịch phịch. Đây loa sau này, loa sau này cả 4 cánh. Sẽ đi vào phần động cơ. Xe này được cái là xe lắp ráp tại Việt Nam nhé. Xe lắp ráp tại Việt Nam. Đây, động cơ đây, máy đang nổ đây. Máy nổ rất êm. Mà động cơ, máy này là động cơ 1.5 này, 1.5 lít. Xe đi thì tiết kiệm xăng. Nếu mà con này đi đường trường thì nó chỉ hết khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi. Cũng không nhiều. Xe nhỏ gọn mà động cơ rất khỏe, rất bốc. Máy vẫn đang nổ đấy, êm không? Quá êm luôn. Mà xe này được cái là chủ xe là chăm sóc, là bảo dưỡng xe là toàn vào hãng đấy nhá. Toàn vào hãng bảo dưỡng xe đấy. Nên là anh em mà các bạn mà mua về là chỉ việc sử dụng thôi, yên tâm sử dụng. Máy lổ rất ngon, rất đẹp, rất chuẩn. Đèn thì sáng thì khỏi phải chê rồi. Đây ban ngày thì mình bật đèn thì khó. Đây là máy móc này, máy móc thì ngon, yên tâm.
máy móc không đâm đụng, không ngập nước, chưa bổ máy nhé. Nhìn kiểu dáng xe là rất hợp với thành phố đấy. Mình sẽ lên mình bật cái đèn pha này. Con này là gương điếc là tự động hết. Đây này, gương có nút chỉnh gương tự động này. Gập gương này, nút gập gương này. Mở gương này. Cửa bên tài là cũng có auto hết rồi. Gần như là những cái phím ở lúm này nó còn chưa mở cơ mà. Mình sẽ lấy cái con này được cái là cái đây này. Ở phần tay bệ tỳ tay này đấy là nó có cổng cắm USB này, AUX này. Cắm đây nghe nhạc được luôn. Đây. Đây là cái phần để kết nối chân sạc điện thoại, rồi là rất là nhiều chức năng. Điều hòa vẫn mát lạnh nhá. Điều hòa vẫn mát lạnh luôn. Nhìn tổng thể con xe là đều xe. Rất đẹp. Đây. Cửa này, cái này khóa cửa là khóa cửa đấy. Đóng hết cửa cái này, đóng cửa. Điều khiển từ xa. Mở. Con này là đang nổ máy thì mình không khóa được cửa. Thế là mình sẽ tắt máy đi nhé. Nền kính này. Có đầy đủ hết chức năng. Đại đóng với cái cửa. Đóng cái cửa đằng sau. Hạ cửa đằng sau. Đấy. Phù hợp lắm. Đây. Đóng cửa này. Khóa cửa này. Tự gương tự cụp này. Rất thuận tiện. Mà xe này rất là đều xe. Đấy, màu sơn thì rất là sạch. Được cái màu sơn này nó sạch này. Màu vàng cát này nó rất sạch. Đây. Nếu mà đứng mà tổng thể nhìn con xe thì đẹp. Quá đẹp luôn. Nếu mà anh em và các bác, các anh các chị mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ qua số điện thoại 085 672 7222 nhé. Đấy. Đấy, vừa mình quay ở phần gầm bên phụ, bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở phần gầm bên tài này. Bên tài đây. Đây. Gầm xe đấy. Nói chung là xe này đẹp. Rất đẹp luôn. Chắn này. Gầm bên tài. Đây vẫn còn nguyên cái giấy dán ni lông của nhà máy này. Đằng sau. Máy toàn phải nó đằng sau, cả đằng sau. Nói chung là con này đèo xe, vẫn đèo xe. Bô biếc vẫn nguyên zin. Trang bị luôn cả cam lùi này. Mắt cam. Đẹp không? Mở cửa nhé. Từ xa này, xe nhìn đứng từ xa cái form dáng rất đẹp. Đấy, xe này thì nhô 300 một chút thôi. Đấy.
tầm này thì là giá tiền nó rất rẻ đấy, so với nếu mà dòng xe này thì mình không phải suy nghĩ rồi, không không cần phải tìm xe i10 hoặc Morning làm gì cả, đúng không? Dù sao cái dòng Mazda này nó cũng vẫn là xe Nhật. Thì mình vừa ấy review xong con xe Mazda 2 phiên bản 2015, được một chủ sử dụng từ đầu nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại mình vừa ấy đọc ấy, hoặc là có thể là mình sẽ đặt cái số điện thoại ở trên góc màn hình. Anh em có nhu cầu thì cứ kết nối nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.